Eurowindow Holding, G6 Group, Hải Long Land, Mic Group, đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào quý vị khán giờ, đây là chương trình Điểm tin 24 giờ được phát sóng vào lúc 19 giờ 30 phút trên kênh thông tin Invest TV. Chương trình hôm nay ngày 30 tháng 6 năm 2020 sẽ có nhiều thông tin nổi bật như sau. Việt Nam trải qua 75 ngày không có ca nhiễm COVID-19 mới. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các công ty tài chính chấn chỉnh hoạt động. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về khu công nghiệp, khu kinh tế. Đề xuất mở lại đường bay quốc tế vào cuối tháng 7. Thành phố Hồ Chí Minh không khuyến khích làm nhà phố trong 10 năm tới. Một doanh nghiệp muốn đầu tư đường bộ trên cao 1 tỷ đô la Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh. Đà Nẵng chi 759 tỷ đồng mở rộng công trình vườn tượng APEC. Thưa quý vị, tính từ 6 giờ ngày 16 tháng 4 đến 6 giờ ngày 30 tháng 6 là đã qua 75 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, chỉ còn 20 bệnh nhân đang điều trị. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, hôm nay 30 tháng 6, Việt Nam bước sang ngày thứ 75 không có ca nhiễm COVID-19 mới. Đến thời điểm này, đã có 335 trên 355 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh, chiếm 94,4% tổng số ca bệnh. Trong đó, 49 trên 50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đã được Việt Nam điều trị khỏi. Hiện chỉ còn bệnh nhân 91 là phi công đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Trong số 20 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế, hiện có một bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2, 3 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 trở lên và hiện còn 16 bệnh nhân dương tính với COVID-19. Về ca bệnh nghi tái nhiễm là bệnh nhân 326, sinh năm 2000, là du học sinh từ Pháp về Việt Nam ngày 24 tháng 5 và có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày 28 tháng 5 năm 2020, sau một thời gian điều trị được công bố khỏi bệnh ngày 9 tháng 6. Ngày 20 tháng 6, bệnh nhân có kết quả dương tính yếu với SARS-CoV-2. Để đảm bảo an toàn và chủ động phòng ngừa dịch COVID-19, Trung tâm Sức khỏe Bệnh tật TP.HCM yêu cầu người dân sống cùng tầng với bệnh nhân lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc để giám sát. Bộ Y tế đề nghị người dân không quá lo lắng và hoang mang vì trước đây cũng có nhiều trường hợp sau khi ra viện xét nghiệm dương tính yếu với SARS-CoV-2 và không có khả năng lây lan. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có công văn yêu cầu loạt công ty tài chính cần khẩn trương rà soát toàn bộ quy định nội bộ về cấp tín dụng, đôn đốc thu hồi nợ. Theo đó, liên quan đến vụ việc đòi nợ của công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn MTV, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng FE Credit đối với khách hàng vay gây bức xúc cho dư luận, nhằm làm rõ việc tuân thủ quy định của pháp luật và có đủ thông tin cung cấp cho tổ chức, cá nhân liên quan, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành các công văn gửi các công ty tài chính. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng FE Credit và Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn HDC Son, Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Shinhan Việt Nam phải khẩn trương rà soát toàn bộ các quy định nội bộ về cấp tín dụng, đôn đốc thu hồi nợ, các thỏa thuận và các đối tác về thu nợ, bán nợ. Đối với FE Credit, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu chấn chỉnh toàn bộ hoạt động cấp tín dụng, trong đó bao gồm việc xét duyệt cấp tín dụng, theo dõi, đôn đốc thu hồi nợ, thỏa thuận và việc thực hiện thỏa thuận của FE Credit đối với các đối tác thu hồi nợ, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Đối với công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn HDC Son, công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Shinhan Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu rà soát toàn bộ các quy định nội bộ và việc thực hiện các quy định nội bộ của công ty về cấp tín dụng, đôn đốc thu hồi nợ, các thỏa thuận với các đối tác về thu nợ, bán nợ để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp phát hiện vi phạm 3 công ty trên, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu xử lý nghiêm trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của công ty. VPBank và công ty tài chính trên báo cáo kết quả thực hiện gửi Ngân hàng Nhà nước qua cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hồ Chí Minh chậm nhất ngày 15 tháng 7 năm 2020. Thưa quý vị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khu công nghiệp, khu kinh tế.
Để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai có tính đến lợi ích tổng thể tối ưu lâu dài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ra soát và báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn, kiến nghị đưa ra khỏi quy hoạch các khu công nghiệp nằm trong quy hoạch nhiều năm, trên 10 năm, nhưng chưa được triển khai để tránh tình trạng quy hoạch treo, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức, cá nhân và cuộc sống của người dân. Chỉ xem xét đề xuất bổ sung vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020, các khu công nghiệp có tính cấp bách, có khả năng triển khai nhanh và thu hút đầu tư tốt để đảm bảo mặt bằng sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong giai đoạn chuyển tiếp từ năm 2020 đến khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt theo quy định của luật quy hoạch. Về các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động xây dựng và triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư một cách linh động, hiệu quả, phù hợp với tình hình mới để đón dòng vốn đầu tư nước ngoài dịch chuyển trong thời gian tới. Đồng thời nghiên cứu rà soát, xây dựng và điều chỉnh định hướng thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thực hiện thu hút đầu tư có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ, bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu. Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam vừa đề xuất khôi phục dần các chuyến bay thương mại quốc tế từ cuối tháng 7 theo nguyên tắc di chuyển nội khối. Theo Cục Hàng không Việt Nam, các nước trên thế giới đang cân nhắc về chương trình Travel Bubble để khởi động lại hoạt động đi lại quốc tế trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Travel Bubble được hiểu là hai hoặc nhiều quốc gia đã kiềm chế thành công dịch COVID-19, thống nhất tạo ra một khối, hành lang di chuyển. Những người sống trong khối có thể đi lại tự do và tránh được yêu cầu kiểm dịch bắt buộc. Dựa vào mô hình trên, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất có thể nghiên cứu khôi phục chuyến bay quốc tế thương mại thường lệ đưa khách vào Việt Nam vào cuối tháng 7. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19 còn phức tạp, việc mở lại các đường bay quốc tế phải tuân thủ hàng loạt điều kiện chặt chẽ như quốc gia đó không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng trong vòng 30 ngày liên tục hoặc hành khách phải có mặt trong nước 3 ngày trước khi bay. Khi đến Việt Nam, khách phải được xét nghiệm nhanh bằng bộ xét nghiệm, chi phí xét nghiệm sẽ do hãng hàng không chi trả. Hành khách nhập cảnh phải lưu trú tại các địa điểm do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác định và có trả phí. Tổ bay, nhân viên hàng không, nhân viên quản lý xuất nhập cảnh, hải quan, kiểm dịch y tế phụ trách chuyến bay phải trang bị đồ bảo hộ và không cách ly sau chuyến bay. Khu đô thị Việt Hàn được hình thành như một minh chứng cho sự phát triển ngày càng thịnh vượng của Phổ Yên. Khu đô thị Việt Hàn tọa lạc tại thôn Đông Sinh, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. Từ khu đô thị có thể kết nối dễ dàng tới các trục đường huyết mạch và tiện ích khu vực. Khu đô thị Việt Hàn hướng tới trở thành một khu đô thị lộng lẫy, hiện đại bậc nhất trên miền đất hứa, sẽ kiến tạo một môi trường sống đẳng cấp, hiện đại với đầy đủ tiện ích hoàn hảo, bao gồm các dịch vụ như trường học quốc tế, khu văn phòng, khu mua sắm, không gian giao lưu văn hóa, giáo dục, thể thao và giải trí, chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc sức khỏe. Trong tương lai, Phổ Yên sẽ trở thành một trong những thành phố phát triển bậc nhất tại khu vực Trung Du miền núi Bắc Bộ bởi những khu công nghiệp tầm cỡ và những khu đô thị đẳng cấp. Khu đô thị Việt Hàn sẽ là ngôi sao sáng giữa thành phố Phổ Yên hoa lệ, là nơi tạo nên những giá trị cho cuộc sống của bạn. Khu đô thị Việt Hàn, nơi niềm tin trở thành giá trị. Trong 10 năm tới, Thành phố Hồ Chí Minh không khuyến khích đẩy mạnh phát triển nhà ở thấp tầng để tận dụng quỹ đất làm nhà ở cao tầng hiện đại nhằm đáp ứng về số lượng và tỷ lệ nhà ở chung cư trong các dự án nhà ở mới. Sáng nay, Sở Xây dựng xác nhận đã trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề án xây dựng chương trình nhà ở giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030. Theo đó, trong 10 năm, Thành phố Hồ Chí Minh không khuyến khích đẩy mạnh phát triển nhà ở thấp tầng để tận dụng quỹ đất làm nhà ở cao tầng hiện đại. Mà ngược lại, Thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích doanh nghiệp làm nhà ở xã hội cho thuê, mua. Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai các chính sách khuyến khích làm các dự án nhà giá rẻ để giải quyết nhu cầu nhà ở khá lớn của đối tượng có thu nhập thấp,
nhất là các hộ gia đình sống trên và ven kênh rạch cần di dời. Đẩy mạnh và phát triển hạ tầng giao thông để kết nối các đô thị vệ tinh, đường vành đai. Các quận 4, 5, 6, 8, 10, 11, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Thạnh sẽ tập trung chỉnh trang, nâng cấp đô thị theo hướng hiện đại, ưu tiên tăng chỉ tiêu quy hoạch cho các dự án cải tạo, xây dựng mới thay thế chung cư cũ trước năm 1975, di dời nhà trên và ven kênh rạch. Các quận 8, 10, Bình Thạnh, Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp sẽ đẩy mạnh phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để kêu gọi đầu tư dự án nhà. Còn quận 2, 7, 9, 12, Thủ Đức và Bình Tân sẽ ưu tiên phát triển các dự án đầu tư xây dựng nhà ở mới, chung cư cao tầng dọc các trục giao thông công cộng lớn như tuyến metro số 1, các khu vực có kế hoạch thực hiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật tương ứng, ưu tiên phát triển nhà ở xã hội. Năm huyện của thành phố Hồ Chí Minh là Nhà Bè, Cần Giờ, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi sẽ ưu tiên phát triển nhà ở theo dự án tại các thị trấn, khu dân cư nông thôn, phát triển khu du lịch ở kết hợp sinh thái nghỉ dưỡng, khu đô thị mới, khu đô thị vệ tinh. Thưa quý vị, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo về việc đang nghiên cứu đầu tư tuyến đường trên cao với quy mô tổng chiều dài tuyến 14 km theo hình thức đối tác công tư PPP. Điểm đầu của dự án sẽ bắt đầu từ đường Trường Chinh, quận Tân Bình và đi qua các nút giao tại vòng xoay Lăng Cha Cả, cuối đường Cộng Hòa, nút giao Võ Văn Kiệt, nút giao quận 4, quận 8. Điểm cuối của dự án đường trên cao này sẽ là đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh. Theo tính toán của C2, với quy mô như trên, dự án sẽ có tổng vốn đầu tư khoảng 24.500 tỷ đồng, tương đương với hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Chia sẻ về lý do tham gia nghiên cứu đầu tư dự án, ban lãnh đạo C2 cho hay, ngày 18 tháng 6, Quốc hội đã thông qua luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Như vậy, các quy định pháp luật liên quan đến việc đầu tư theo hình thức PPP đã được luật hóa và được quy định rõ ràng, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia thực hiện đầu tư, đặc biệt là đầu tư trong lĩnh vực phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh đã quy hoạch hàng loạt dự án cơ sở hạ tầng mới như xây dựng đường hầm đường bộ, tuyến cao tốc trên cao, tàu điện trên vào và tàu điện ngầm nhằm cải thiện, nâng cấp và mở rộng hệ thống đường bộ nội đô. Tuy nhiên, đến nay, thành phố mới chỉ thực hiện đầu tư các tuyến metro mà chưa có các dự án đường bộ trên cao, vốn là một trong các hình thức hạ tầng giao thông tiêu biểu trên thế giới. Thưa quý vị, vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ phê duyệt mở rộng dự án vườn tượng APEC sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước với tổng mức đầu tư hơn 759 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa xác nhận đã ký quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình vườn tượng APEC mở rộng. Mục tiêu là để tạo điểm nhấn không gian kiến trúc phía Tây Cầu Rồng, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí thư giãn của người dân, du khách, đồng thời là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa xã hội. Công trình sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước với tổng mức đầu tư cho dự án là hơn 759 tỷ đồng. Trong đó, chi phí đền bù giải tỏa hơn 623 tỷ đồng, chi phí xây dựng hơn 109 tỷ đồng, số tiền còn lại là các chi phí khác. Dự án thuộc dự án nhóm B, công trình hạ tầng kỹ thuật cấp 4, công trình dân dụng cấp 3 do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị thành phố làm chủ đầu tư và quản lý dự án. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư vấn thiết kế và xây dựng Phố Xanh làm đơn vị tư vấn lập dự án. Công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng Mitco, khảo sát địa chất và công ty cổ phần tư vấn xây dựng Tín An là đơn vị tư vấn thẩm tra. Tổ hợp công trình của dự án sẽ bao gồm khu công viên cây xanh thảm cỏ, lối đi bộ, vườn dạo. Khu trung tâm là điểm nhấn kiến trúc chính với hệ kết cấu mái vòm rộng. Phía dưới mái vòm là không gian sinh hoạt cộng đồng. Dự án cũng bao gồm khu để xe công cộng, nhà vệ sinh công cộng, không gian nghỉ ngơi, khu bán hàng lưu niệm, khu thông tin du lịch cho du khách, hồ nước. Trước đó, vườn tượng APEC được xây dựng và khánh thành vào năm 2017 là công trình chào mừng tuần lễ cấp cao APEC 2017 được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. Sau khi tuần lễ cấp cao APEC 2017 kết thúc, công viên được giữ nguyên trạng và trở thành một điểm tham quan du lịch thu hút đông đảo du khách đến tham quan thưởng lãm.
đây thời lượng của chương trình Điểm tin 24 giờ cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị cũng như cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hải Long, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mix Group Việt Nam, Công ty Cổ phần Bất động sản G6 và Công ty Cổ phần Eurowindow Holding. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về kinh tế bất động sản. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề đầu tư hay thông tin thị trường, có thể liên hệ theo số hotline của chương trình là 0823465555 hoặc địa chỉ email banbiên tập@invest.com.vn. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này ngày mai.